trò trường tiểu Đức Xuân thể hiện lời tri ân đến các thế hệ thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đã khép lại chương trình văn nghệ giao lưu đêm nay. Xin một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc em...